Hello, chào tất cả anh em nha. Hôm nay tiếp tục mình sẽ làm clip về hướng dẫn chơi xe Fcina CK. Ok. Và lên mình sẽ để bên dưới anh em chỉ việc nhấp vào anh em chơi. Đây, anh em nhấp vào đây. Đây anh em nhấp vào đây. Tải xuống. Rồi ok. Anh em tải xuống anh em vào một download nha. Download đây. Anh em giải nén thương một CK này cho mình nha. CK nè, đó chính là Trung Quốc đó anh em. Xếp Trung Quốc, anh em SJ hay đè. Vậy nén nha, thành CK này. Rồi anh em, chạy game thôi. Đấy. Rồi anh em phải làm từng bước theo y như mình, anh em mới có thể chơi súng với này xe bóp lại nha. Vô, số 1. Đó, anh em chạy như mình nhân vật. Anh em chọn như mình nè, đó. Đây cũng vậy. Squad nha, hai bên này giống nhau là không vào game được. 50 luôn nha anh em. Rồi còn ba lô nè, Rinh nè, đó anh em cài ba lô thoải mái nha. Đó còn đây order anh em đừng có chạy cái này nha, cái này là của chung phiên bản Trung Quốc anh em không hiểu gì đâu. Rồi Rinh nè, đó đây chế độ nè anh em. Rồi đây chế độ zombie đây nè anh em, chế độ god đây nè, chế độ như này, chế độ này chế độ gì cũng quên nè, thôi kệ đi. Đây chế độ zombie nè, ok. Giờ anh em tắt này đi, anh em chọn xong rồi tắt đi. Chị run cái này, anh em phải chạy cái này nha, phải chạy cái này cho mình nha, nếu không chạy không vào game được anh em đừng có trách mình nha. Rồi anh em bấm vào đây, anh em vào game thôi. Đó đây là cái chỗ danh mục để vào game, còn cài đặt ở đây nè anh em. Đó anh em vô đây, đó anh em, mình sẽ vô map. Anh em muốn vô map đấu trường cổ đại nên em đếm từ dưới lên số 4 nha anh em. Cái thứ 4 nè. Ok. Vô game nè. Đó. Nhưng mà anh em muốn thêm boss nên em chỉnh cho mình nha. Bấm vô đây thì cài đặt nè. Đây bàn phím ở bên đây nè. Anh em kéo xuống. Đây kéo xuống. Kéo xuống luôn. Đây anh em chỉnh cái này là kill bot nè. Còn cái này thêm bot từng con bot một. Từng con một. Còn cái này anh em không sẽ sử dụng được. Tại vì nó đã chỉnh kiểu gì á, mình không có hiểu chứ Trung Quốc nên thành ra mình hai cái này mình không xài, mình chỉ xài thêm từng con bot như này kill bot thôi. Ok. Còn anh em chỉ được thêm 9 con bot thôi nha anh em. 9 con thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không, 9 con boss anh em mới chơi được. Đó thấy không anh em, súng mà ngon. Ngon lành luôn, không phải nói nè. Súng này dẫm á nha. Không ai nói nha. Đó. Có cả tem bi mới nè. Thấy không anh em. Bắn cho anh em xem luôn. Thấy không anh em. Xuống mấy lại là hết sọt là xấu không bắn nó. Thế đi trong đây y tá là chạy nhanh lên nhanh em, không có chế độ tàng hình nữa. Ê mày ơi, ôi cướp mối. Mấy cái con mới hồi sinh sống anh em nó phải đứng im chỗ vậy nè. Đó anh em trụ phê không? Cài đạn hơi nhìn hơi phê đó. Đó ngon. Ngon anh em. Trời ơi còn chiến hai con ngon. Đâu rồi ra đây. Rồi mình giết sạch rồi. Mình chết luôn. Mình xác định mày rồi tơi. Mém chết mày rồi. Đó anh em thấy không. Quá là ngon luôn.
Đó. Ôi bậy ơi, mình làm tơ hả? Gắt quá luôn. Đứng như anh hùng vậy. Sao mà lại được? Một khi đây đã làm tơ thì rồi, xác định rồi. À đây nè. Headshot, súng khẩu la. Tèm bị mắc quỷ, cũng tội lắm. Muốn một nó bờ con anh em. Có 357 luôn à. Đó, giờ mình sẽ còn chiếm một cái này thử coi. Ê, bảy ơi, xuống đây. Xuống đây cho anh mày một chiếc ạ. Ê, bảy. Mối của mình mà sao mà giết được. Win rồi. Công nhận ngon nha anh em. Cookie nè, bét nè. Thôi, chơi cái này đi. Mod ra nhiều cây rất là đẹp nha anh em. Mình nhận ngon. Mod những cây như thế này cũng được đấy. Chào phun khẩu la. Mày cào tao mất cái giáp này. Mất giáp trả mạng nhé. À. À đây rồi. Không được. Không chạy được. Anh em, đây hero này. Đấy. Ui vãi chưởng. Một ca máu. Chết luôn. Ui xong mình muốn top rồi. Đó anh em. Tới cái này đi. Không thì cái khác như vậy. Ra cài cái khác cũng nhắm vào chơi coi. Let's go. Ba lô này. Cái cuối cùng cho Bazet Izon đi. Ok. Vào luôn. Sang map khác chơi. À đi map thứ 5 đi. Ok. Anh em không có lo nha. Nếu như mà bị văng nha. Ồ, xe mắm này ngon. Rồi 9 con, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một con mới đủ. Rồi. Sniper anh em. Wow, đẹp chưa kìa. Đứng nhanh đây mình bắn xuống. À, nếu mà anh em vừa ngon lành cành đào. Trời ơi. Này mình nghĩ chắc thấy đâm ầm ầm quá. Ui dồi, thủ tâm trên đây nữa ngay. Ngon. Ôi snap chậm thế. Một cú. Tưởng Barret giỡn được à.
con rồi, không cần ngắm cũng được anh em ơi, chỉ cần ngồi một chỗ thôi. Nành cành đào thầy đàn đẹp kia, thay phô khấu lạ. Ui rồi hạ à, đâu rồi đây rồi, xong lại tạ bùm à, đây rồi ăn kêu chỉ này mới được, thấy không? Thôi chạy thôi, một sinh tồn. Úi dồi, zombie chạy lên đây luôn à. Thôi mình thua bắn này rồi. Cái trẻ này không nè, không biết. Úi dồi em không trúng. Cái gì vậy? My god. Overkill. Dồ nó mạnh ghê luôn. Đúng là vóc. Thôi. Clip của mình đến đây hết anh em. Cảm ơn anh em đã xem một clip của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Bye bye.